như mấy các bác sẽ cùng ra xem trực tiếp nha. Không phải bảo em Hiếu nói phép các bác luôn. Đây, em Hiếu sẽ dẫn các bác ra xem bởi vì em Hiếu đang đun trực tiếp ở đây cho bác xem nhé. Cái bếp củi mà được mua nhiều nhất ở đây đó chính là chiếc bếp C4MA, là chiếc bếp mà phục vụ cho chúng ta thứ nhất là nấu rượu, thứ hai là hầm xương, thứ ba là luộc bánh chưng và thứ tư là nấu cắm lợn các bác nhé. Và còn một cái con bếp được mua thứ hai nữa, nhiều thứ hai nữa, đó chính là con bếp ký hiệu là C37. Đây cũng là một con bếp củi không khói và không gây nồi, được làm 100% bằng thép nhập khẩu của Liên Xô. Độ bền dùng liên tục từ 7 đến 10 năm cho các bác luôn. Chỉ một cân thì thôi mà dùng 7 đến 10 năm, quá đã đúng không các bác? Con bếp này là con bếp phù hợp với chúng ta, cái loại C37 này là đường kính 35cm, ký hiệu là C37. Có khay hứng cho ở bên dưới đúng không? Bếp củi có khay hứng cho để làm gì? Khay hứng cho này là để đun trong nhà các bác nha. Đây, các bác có thể thoải mái các bác đun ở trong nhà cho em Hiếu mà than do nó sẽ rơi xuống cái khay này. Đấy, nó không bị bẩn các bác nhá. Thứ hai là cái điều đặc biệt cái bếp củi này nó có ống khói là sao rồi? Đấy, trong cái phiên bản 2026 của chúng ta đều có ống khói check 60 độ sau. Với cái ống khói check như thế này nó sẽ giúp chúng ta cái lực hút oxy cũng như là lực hút khí carbonic về phía sau nó nhiều hơn, nó cung cấp thêm oxy này. Và đặc biệt là khay than của em Hiếu là khay than 2 chiều các bác nhá. Khay than 2 chiều là sao? Tức là nó sẽ cửa đằng trước và cửa sau như thế này. Nó sẽ giúp cho chúng ta lấy oxy từ phía dưới đáy này, cộng với lấy oxy từ phía trước và phía sau, cộng với lấy oxy từ phía cửa này. Nó sẽ giúp cho chiếc bếp của chúng ta lấy oxy được gấp 3 cho đến 5 lần so với một chiếc bếp củi thông thường. Vậy là sao? Khi lấy được nhiều oxy như vậy thì nó sẽ giúp cho chiếc bếp của chúng ta cháy nhanh mà không bị khói. Ok, bây giờ chúng ta xem trực tiếp luôn các bác nhá. Đấy. Đây, các bác có thể xem trực tiếp ở đây luôn cho Hiếu này. Em Hiếu sử dụng rất ít củi các bác nhá. Đây. Đây các bác thấy chưa? Em Hiếu chỉ sử dụng có một thanh củi thôi. Bây giờ với một thanh củi như này, nếu là một chiếc bếp củi thông thường thì với một cái một thanh củi này của chúng ta không thể nào đun được. Nhưng với một chiếc bếp củi C43 phiên bản 2026 do kỹ sư Trần Đình Hiếu thiết kế cho các bác đang đun nồi 70 lít nha. Đây các bác xem đây. Em Hiếu đang đun nồi 70 lít. Nồi này các bác về thoải mái luộc bánh chưng nấu rượu luôn. Đấy. Ok chưa? Em Hiếu đang nấu cắm lợn đây. Với một thanh củi mà chúng ta có thể đun được cả một cái chiếc nồi 70 lít như này, thực sự nó quá đã đúng không các bác? Đây này, chiếc bếp mà em Hiếu bán chạy nhất bây giờ là một cái chiếc bếp ký hiệu là C43. Đường kính của nó là đường kính lớn 40cm. Với một chiếc bếp này các bác làm được cái gì? Cái bếp này nó thiết kế các bác, thứ nhất là nấu cắm lợn, thứ hai là luộc bánh chưng, thứ ba của nó là nấu rượu và thứ tư của nó là nấu gia đình, nấu đám tiệc các bác nhá. Trong cái năm 2025 và 2026 này, em Hiếu có trang bị cho các bác một cái bộ gọi là bộ chống đèn nồi ở đây. Đây. Bộ chống đèn nồi ở đây các bác nhá. Nếu mà các bác muốn đấy, các bác muốn đun nó không đèn nồi ấy thì các bác đậy cái này lên cho em Hiếu và các bác đun ở bên trên này nha. Ok. Còn nếu mà các bác bỏ cái này ra, đây, các bác bỏ cái này ra, các bác vẫn đun bình thường, vẫn đun như một chiếc bếp củi bình thường ở đây các em Hiếu, nhưng nó có đèn nồi đúng không bác? Tức là một con bếp này của chúng ta nó làm được hai chức năng đun nấu rồi, chưa hết đâu. Khi nào mà chúng ta gần Tết ấy, chúng ta có thể để cái này lên đây và chúng ta nướng cá nướng thịt ở bên trên này các bác nhé. Nói chung là một điều là chỉ với một cân thịt nhưng chúng ta dùng được từ 7 đến 10 năm, đặc biệt là dùng được rất nhiều chức năng luôn. Đấy, với một con bếp như này, các bác có thể nhìn trực tiếp ở đây, đúng chưa? Một thanh củi nó vẫn cháy. Với một cái chiếc bếp của kỹ sư Trần Hữu thiết kế cho các bác là cái bếp này có ưu điểm là không phải thổi các bác nhá. Đấy. Riêng cái dòng bếp này là kể cả có một thanh củi ở bên trong này thôi nhưng nó giữ được cái lượng nhiệt rất cao. Bởi vì tại sao? Với một cái thiết kế liền khối như thế này, đây, với một thiết kế liền khối như thế này thì nhiệt lượng nó sẽ không bị hao phí ra xung quanh, nó không bị phân tán ra và nó đi hết lên bên trên này. Thế nên cho dù 1 đến 2 thanh củi của chúng ta đi chăng nữa, chúng ta vẫn cháy ở mầm và chúng ta vẫn đun được cái nồi rất to các bác nhá. Từ như vậy đấy, thì với một cái hay như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền điện, tiền ga luôn. Ok đấy các bác nhá. Và đây là xe tải đây. Xe tải thì em Hiếu bây giờ em Hiếu chuẩn bị để bốc 1000 cái để đi lên khu vực Hà Giang, Tuyên Quang cho các bác. Đấy. Nếu mà các bác ấy muốn có được sở hữu được một cái chiếc bếp củi xịn xò này các bác nhớ nhá. Trên thị trường bây giờ đang có rất là nhiều cơ sở người ta nhái nhép lại cái mẫu bếp củi của em Hiếu. Vậy thì cái cách thức nào sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là bếp củi của kỹ sư Trần Đình Hiếu và đâu là bếp củi của các bên nhái? Thì ok, ngay bây giờ đây các bác cùng lại gần em Hiếu nào. Đây nha. Trên tay em Hiếu đang cầm đây là một con bếp ký hiệu là C43 này. Đấy. Đấy, với một con bếp như này. Đây, nếu mà bếp của kỹ sư Trần Đình Hiếu thiết kế cho các bác, thứ nhất nó sẽ bao gồm là sao?
là thứ nhất là 100% bằng thép nhập khẩu của Nga, độ bền từ 7-10 năm, là có bộ chống đèn lồi này, bộ chống đèn lồi miếng gửi tặng cho các bác này. Đấy, có ống khói nha. Các bác để ý kỹ cái ống khói của em Hiếu này, các bác thể lại gần đây. Ống khói của em Hiếu là ống khói cách 60 độ các bác nha. Đầu check rất cao này. Và ống khói chéo 60 độ, đầu check rất cao. Với cái ống khói như này thì lực hút về đằng sau nó mới mạnh các bác nha. Chứ còn nếu mà ống khói nằm ngang như này hoặc nằm đứng như này thì không ok đâu. Và đặc biệt của nó là kiềng đó nha. Cái kiềng của nó là phải kiềng nằm âm này, kiềng nằm âm ở đây. Thì sau đó chúng ta đặt cái bộ chống đen lên như thế này. Đây, chúng ta đặt cái bộ chống đen lên như thế này thì nó mới khít đúng không bác? Mà đặc biệt này, cái bộ chống đen này nó phải phủ kín cái lòng bếp này. Đây, các bác phải để ý cho Miếu nha. Tức là này, đấy, tâm là đây, cái bộ chống đen nó phải to hơn, nó phủ kín như này. Như thế này thì lửa nó mới không lên được, lửa nó mới không lên được thì nó mới chống đen tuyệt đối được các bác nhá. Đấy, còn một yếu tố nữa nhá. Đây này, và đặc biệt nhé, với nếu mà các bác muốn đun củi dại thì bắt buộc các bác sẽ phải có một cái giá đỡ củi hình cánh cung ở đây. Kỹ sư Trần Đình Hữu đã thiết kế cho các bác một chiếc giá đỡ củi hình cánh cung. Thứ nhất là đỡ củi dại, thứ hai là giúp tăng lượng oxy, oxy nó có thể đi ở bên dưới này. Đấy, giúp cho bếp của chúng ta lấy được nhiều hơn. Cái quan trọng nhất này, cái quan trọng nhất là cái khay hứng chua đấy các bác nha. Đây, các bác phải quan sát cái khay hứng chua ở đây. Khay hứng chua của chúng ta là phải khay hứng chua thông hai đầu. Tại sao? Bởi vì nó còn phải lấy oxy ở bên dưới các bác nha. Nó lấy oxy từ cửa trước và nó lấy oxy từ cửa sau ở đây cho Miếu này. Đấy, cửa sau cho Miếu. Oxy nó vào nhiều thì nó mới cháy tuyệt đối được, đúng không bác? Nó cháy tuyệt đối thì nó mới không có khói, chúng ta mới đun ở trong nhà được. Đấy. Và đặc biệt các bác quan sát cho Miếu nha. Các bác phải để ý thật kỹ này. Bếp củi của kỹ sư Trần Đình Hữu là luôn luôn thiết kế cho các bác ba chân, nhưng phải là ba chân trụ hình tháp như này, chứ nếu ba chân thẳng đứng như này là vứt đi quá nha. Tại sao? Với ba chân này nó sẽ giúp cho cái bếp của chúng ta to hơn và để chắc chắn hơn. Bây giờ Hữu sẽ để lên cho bác cùng xem nhé. Này, đúng chưa? Em Hữu nặng tầm 70 cân thì các bác yên tâm đi, các bác có thể đặt 100 cân, 200 cân lên trên này thoải mái cho Hữu. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, nhận hàng các bác được đứng lên đây cho Hữu thoải mái. Nếu các bác cảm thấy cái chiếc bếp không dày, nếu các bác cảm thấy cái chiếc bếp này không chắc chắn, ok, không nhận hàng cho Miu luôn nhá. Hàng của kỹ sư Trần Đình Hữu ấy, một bộ bếp như này là nó nặng ít nhất là từ 4 cân rưỡi trở lên các bác nhá. Đây, đây gọi là một bộ này. Với một bộ như thế này thì nó nặng tầm độ 4,5 kg trở lên. Còn với những cái cơ sở nhà anh em khác họ làm bằng cái thép của Trung Quốc ấy, thứ nhất là nó nhanh hỏng, thứ hai là cái cân nặng của nó chỉ tầm độ dưới 4 cân đâu bác nhá. Thế nên liệu cái mà các bác cần quan trọng nhất đó chính là các bác mua lại cái video này và phải mua của Trần Thành Hữu thì các bác mới có được những chiếc bếp tốt nhất. Với một chiếc bếp tốt nhất như thế này các bác thoải mái dùng cho Miếu từ 7 đến 10 năm. Bởi vì sao? Bởi Miếu làm cho các bác hoàn toàn là bằng thép nhập khẩu của Nga hết thôi nhá. Bởi vì sao? Bởi vì em Hiếu làm ăn, em Hiếu giữ chữ tín hàng đầu các bác. Thế nên là được các bác toàn quốc các bác ủng hộ rất nhiều. Hiện tại là một ngày nào em Hiếu cũng xuất đi trung bình tầm khoảng độ 1.000 cái như thế này các bác nhá. Đấy, nhờ được các bác ủng hộ, cũng nhờ được các bác tin yêu, em Hiếu cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Những các bác nào mà xem được cái video này Hiếu thì ok, đặt mua hàng ngay tại video này cho em Hiếu nhá, để em Hiếu có những ưu đãi tốt nhất gửi tặng cho bác luôn. Còn nếu như các bác nào còn những cái thắc mắc hay cái vấn đề gì chưa hiểu biết, ok, các bác có thể liên hệ Zalo cho Miếu nhé. Zalo và số điện thoại của Miếu này 0969115211 này và 0309618760 với nhá. Em Miếu chỉ sử dụng hai Zalo này thôi. Thế nên là các bác cứ yên tâm liên hệ cho Miếu, các bác sẽ có được một sản phẩm tốt nhất không nha. Còn nếu các bác không liên hệ cho Miếu thì không may các bác mua phải một sản phẩm ngay nhé, thì các bác sẽ mau hỏng và các bác sẽ không được có được một cái sự tuyệt vời giống như thế này. Ok, em Miếu cảm ơn tất cả các bác và nhớ alo cho Miếu nhá.